Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại kênh Minh Vũ Audio. Các bác thân mến, hãy nhấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất được cập nhật hàng ngày. Và trong clip ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu các bác về cái mẫu mic dây hàng bãi xịn nhé các bác nhé, bãi hàng bãi xịn luôn. Sua 565SD. Đây là hàng của Mexico các bác nhé. Hàng được sản xuất tại Mexico. Nói chung là hàng bãi còn tương đối là đẹp. Và cái hình thức tay thì do người ta sử dụng mồ hôi cầm nhiều thì nó sẽ bị bạc bạc cái màu lên. Đấy. Có tay thì tương đối này, rách cả rộ thế này. Dòng này thì các bác sử dụng hát thì chất âm nó rất là hay nhá, chất âm cực kỳ hay luôn. Hàng xịn mà. Giá hãng bán ra thì nó rơi mấy triệu con này đấy. Nhưng còn hàng bãi với mức giá em bán ra thì tốt hơn rất là nhiều, chỉ có mấy trăm nghìn thôi, 800 nghìn một cái. Các bác nhá, 800 nghìn một cái. Đây là mic có dây nhưng mà em chỉ bán tay không như này nhá, không có dây nên các bác về các bác phải mua dây về các bác lắp thêm vào. Trước khi hàng em bán em gửi đi cho các bác thì em cũng đều sẽ test hết, test xem nó có chạy hay không nhé, nó có hát được hay không. Đây là cái côn của nó này. Theo thời gian lâu ngày ấy, thì ở trên này nó có cái bông mút đấy, cái bông mút thì lâu ngày thì nó cũng như kiểu là cái mút ở loa đấy, nó gì là khi mà mình chạm nhẹo đấy, cái bông này thì nó sẽ giòn tan này, nó sẽ vụn dư ra nhanh các bác nhé. Và đây là cái đầu côn xịn của Mixua. Có tháo đấy nhỉ? Đây nó còn mấy con ốc ở đây nữa. Sợ tháo đúng chốc nó đứt dây. Nói chung là hàng xịn thì các bác sử dụng rất ok. Nó tội là cái dây dợ nó hơi lằng nhằng một tí thôi. Dây dợ nó hơi lằng nhằng một tí thôi. Nhưng mà để vào cái chất lượng thì nếu để chất lượng thì trước những dòng này nó rất là nổi tiếng rồi, rất là hot rồi. 800 nghìn một cái các bác nhé. Các bác chuyển khoản em bao ship. 800 nghìn một cái. Rồi clip này thì em cũng xin ngắn gọn tại đây thôi, tại vì hàng xóm giờ đang mở nhạc loạn cái đau hết cả đầu. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác.